rất là bất lợi nếu như mà thầy không chuẩn bị kỹ cái CV và cái application letter thì chắc chắn là không có cơ hội để đọ lại, bởi vì ở trong này rất nhiều người muốn apply vào vị trí này mặc dù là intern và intern không lương, nhưng mà rất nhiều bạn trong ngành truyền thông, trong ngành sự kiện muốn apply vào, thì làm thế nào để một đứa mới ra trường chưa có quá nhiều kinh nghiệm thực tế và lại còn không biết gì về thị trường Sài Gòn và cả đời mới ở Sài Gòn có 24 tiếng có thể apply vào tập đoàn truyền thông lớn nhất Việt Nam, thì tất cả là nhờ vào cái CV và nhờ vào cái thư này, và chủ yếu là cái thư này. Nên thầy nghĩ nếu mà hồi đấy thầy làm được và thầy còn học trái ngành nữa, nếu mà thầy còn làm được thì các bạn, nếu các bạn apply vào những cái vị trí nó chuyên môn hơn, phù hợp với ngành học của các bạn và các bạn chuẩn bị kỹ cái CV và cái motivation letter thì không có lý do gì các bạn trượt trong những cái vị trí ít nhất là intern này. Rồi, cái nội dung chính của thư thì chúng ta học rồi, nội dung chính là để thuyết phục nhà tuyển dụng rằng chúng ta phù hợp với cái vị trí mà họ đang tìm kiếm, đúng không? Ở thời điểm thầy apply ấy, thì thầy chỉ biết thôi qua các bạn, những người bạn của thầy nhé, là chắc chắn là Square cần intern, họ cần intern nhưng họ không tuyển, họ không đăng thông tin tuyển. Và thầy phải tự chuẩn bị CV, thầy phải tự ngồi list down ra là với một thực tập sinh trong ngành sự kiện thì họ cần thấy ở thực tập sinh những cái tố chất gì, những cái kinh nghiệm, những cái kỹ năng, những cái kiến thức gì để thầy đưa vào CV và đưa vào trong application letter. Đó. Thì cái đầu tiên mà thầy vạch đầu dòng ra ấy, là cái ngành này nó rất cần cái sự đam mê, bởi vì nó rất là vất và thời điểm bắt đầu thì lương không cao hoặc thậm chí intern không có lương. Thế thì nếu như không có đam mê thì dù bạn có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng bạn cũng không theo ngành được. Đấy là lý do tại sao mà thầy bắt đầu bằng cái True Passion for Event Management. Đó. Và thầy cũng đan vào đây một câu là thầy đã từng đi làm part time 5 năm rồi. Để họ biết rằng là thầy đã có những cái kinh nghiệm, đã có những cái kinh nghiệm nhất định trong hoạt động ngoại khóa và trong những cái công việc part time. Những cái này thì nó được viết rõ hơn ở CV và các bạn không nhất thiết phải ghi vào đây. Ở cuối thư thì thầy sẽ có là tôi đính kèm cùng với cái thư này là một cái CV đó, thì để họ biết là những cái nội dung này họ có thể tìm thấy ở trong CV chứ họ không cần phải đọc lại một lần nữa ở trong cái thư ứng tuyển của các bạn nhé. Tránh cái việc lặp lại quá nhiều nội dung giữa thư ứng tuyển và CV, bởi vì các bạn đã gửi hai cái này cùng với nhau rồi. Rồi một phần nữa thầy có nói là Hồ Chí Minh City là một cái môi trường lý tưởng cho thầy, bởi vì ở thời điểm đó thầy đang học ở một trường Hà Nội thì người ta sẽ luôn luôn question là tại sao một đứa đang ở Hà Nội lại đi xin việc ở trong Sài Gòn, thì thầy phải có cái câu này cho họ. Rồi tiếp nữa, một cái điều rất quan trọng các bạn phải thể hiện đó là các bạn đã tìm hiểu về công ty này nhé. Khi các bạn viết một cái targeted application letter, các bạn phải thể hiện rằng bạn đã tìm hiểu kỹ về công ty này. Và như thầy nói ở đây là thầy có 2 năm tìm hiểu thông tin. Đó. Thông tin về ngành và thông tin về công ty. Và thầy biết rằng là Square Group có cái điểm gì mạnh. Đó. Nó rất nổi tiếng trong ngành này. Nó có một cái môi trường làm việc sáng tạo và chuyên nghiệp. Và cái đấy là thực nhá. Các bạn không được khen đểu một công ty đâu nhé. Công ty nhỏ thì các bạn có thể nói rằng đây là một cái công ty mà tôi thấy rằng nó có rất nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Hoặc là tôi thấy rằng đây là một cái môi trường làm việc mà thân thiện, cởi mở. Bởi vì nó nhỏ cho nên mọi người đều có cơ hội để phát triển. Nhá. Mọi người sẽ thấy một cái không khí ấm áp, thân thiện và đều có cơ hội để phát triển. Chứ bạn không được tâng bốc một công ty quá đà.
Công ty lớn thì nó sẽ có cái lợi thế là chuyên nghiệp này, nhiều người giỏi để các bạn học hỏi. Còn công ty nhỏ thì nó có thể mang lại cho các bạn nhiều cơ hội hơn để được quan tâm, được chỉ bảo, một cái môi trường, một cái không khí ấm áp hơn, nhiều cơ hội để phát triển cá nhân hơn chẳng hạn. Đó. Còn ở công ty lớn mà học được sự chuyên nghiệp chẳng hạn như thế. Đó. Nhưng khen thì phải khen đúng, chứ không được quyền tâng bốc một công ty. Người ta đọc người ta sẽ thấy rất phản cảm. Bạn nên nhớ rằng cái người đọc thư này là nhà tuyển dụng. Họ là một nhân viên của công ty. Họ đã ngồi trong công ty rồi và họ không muốn thấy những cái thông tin mà nó tâng bốc công ty quá đà đâu. Bởi vì sao? Bởi vì một là họ sẽ nhận ra rằng bạn đang tâng bốc công ty để kiếm cái vị trí cho mình. Hai là nếu như thực sự bạn nghĩ về công ty như vậy nhé, bạn nghĩ về công ty như vậy trong khi công ty lại không có những cái yếu tố đó, thì nhà tuyển dụng họ sẽ cân nhắc là bạn đang kỳ vọng quá nhiều vào công ty và công ty không đáp ứng được những cái kỳ vọng của bạn, thì bạn cũng sẽ out khỏi vòng cái vòng phỏng vấn này. Bạn cũng sẽ out nhá. Bởi vì là cái kỳ vọng của bạn không gặp cái thực tế của công ty. Hai cái đó nó không gặp nhau. Bạn bè thầy thì cũng từng gặp những trường hợp ấy rồi, tức là có rất nhiều kinh nghiệm, rất nhiều lợi thế và sâu tất cả ra. Tuy nhiên thì cái công ty mà các bạn này apply vào ấy thì nó quá là nhỏ, nó không đáp ứng được những cái kỳ vọng của các bạn ấy. Thì có thể là công ty nó sẽ reject cái ứng tuyển của các bạn. Thì tìm hiểu kỹ về công ty và chỉ nói đúng những cái điểm mạnh của công ty thôi. Tìm hiểu thì các bạn có thể tìm hiểu qua nhiều kênh, qua website này, LinkedIn này, tuần trước thầy giới thiệu rồi, qua fanpage trên Facebook chẳng hạn, qua bạn bè, người thân giới thiệu, hoặc là bạn có thể tìm nhé, bạn có thể search những người làm việc ở công ty đó. Bạn search bằng tool của Facebook, tool của LinkedIn nhé, bạn tìm xem những ai đang làm việc ở công ty đó, bạn kết nối với họ và bạn hỏi. Khi mà thầy làm cái application letter này ấy, thầy không có một mối quen biết nào ở Square hết. Nhưng mà thầy có tìm thấy một bạn ở trên Facebook từng làm intern ở Square, và bạn đó thì lại có một bạn chung với thầy. Tức là thậm chí thầy còn không có sẵn một người bạn nhé, mà thầy phải bắt cầu qua một người bạn của thầy, nhờ người bạn của thầy giới thiệu đến cái bạn mà đã từng làm intern ở Square đó, để hỏi bạn ấy thêm thông tin về công ty và hỏi bạn ấy contact của bên nhân sự, bởi vì là cái vị trí này không được đăng tuyển và thầy cũng không biết ai sẽ là người nhận cái email này, cho nên là thầy phải đi hỏi đó. Thì các bạn càng cố gắng để target được vào đối tượng, vào cái nhà tuyển dụng bao nhiêu ấy, thì cái cơ hội mà các bạn có được cái vị trí nó càng cao bấy nhiêu. Ở đây thầy có nói đến regional diversity, bởi vì là cái bạn mà thầy hỏi, cái bạn từng intern ở Square, bạn có nói với thầy là trong công ty có một số anh chị người Bắc. Đó. Thì cái việc mà thầy viết regional diversity ấy, là nó là một cái lợi thế cho thầy. Nếu mà vào một công ty toàn người miền Nam chẳng hạn, thì đôi khi nhân sự họ sẽ nghĩ rằng một đứa miền Bắc vào đây ấy, nó sẽ không thích nghi được, không thích ứng được. Nhưng với một môi trường mà đã có sẵn một cái sự đa dạng nhất định ấy, thì nó sẽ dễ dàng để mà họ nhận một intern người miền Bắc hơn. Đấy là lý do mà thầy đưa cái phần regional diversity vào đây. Rồi, thì những cái lý do mà thầy trình bày ở trên ấy là cái phần dẫn dắt. Thầy dẫn dắt đến việc là tại sao tôi lại muốn làm việc ở đây, làm việc ở công ty này. Và bây giờ thầy quay lại nói đến việc là thầy có những cái tố chất gì để phù hợp với lại cái công việc mà thầy đang ứng tuyển. Thầy có một cái kỳ thực tập bắt buộc,
Đó. Và bởi vì thế, bởi vì nó là kỳ thực tập bắt buộc cho nên kiểu gì thầy cũng phải làm kể cả khi không có lương, và thầy chấp nhận việc làm không lương nhá. Một số cái tố chất phù hợp này, một số cái tính cách phù hợp và cái kinh nghiệm làm việc thực tế, đấy là những cái gì mà thầy có thể offer ở vị trí một intern, một trainee. Những cái này thì nó không quá nổi bật nếu mà các bạn đi ứng tuyển một công việc thực tế, một vị trí full time. Nếu như mà đây là thầy ứng tuyển ngay vào một cái vị trí chính thức trong công ty á, thì những cái điểm nổi bật này nó chưa đủ, nhưng mà với vị trí một intern thì nó ok, tại vì không phải intern nào cũng có kinh nghiệm thực tế, không phải intern nào cũng có một số cái tính cách nhất định, và không phải intern nào cũng chấp nhận làm việc không lương. Thì đấy là những cái điểm mà thầy có thể nổi trội hơn một số bạn intern khác, một số ứng viên khác. Ngoài ra thì bởi vì là trong cái CV của thầy nó thể hiện rất rõ là thầy không hề học ngành này, không học ngành truyền thông, học kinh tế, cho nên là thầy sẽ yếu những cái kiến thức về ngành. Nên ở đây thầy có ghi là thầy sẽ tham gia thêm một khóa học bên ngoài về event management. Thì đấy là tất cả những cái phần các bạn thấy rằng toàn bộ đoạn này thầy có 4 đoạn tất cả để thuyết phục nhà tuyển dụng rằng thầy có những cái kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tố chất phù hợp với cái vị trí intern mà thầy đang ứng tuyển ở công ty này. Đó, toàn bộ cái nội dung ở giữa thư. Thì phần cuối cùng là phần hành động đúng không? Đưa ra hành động. Thì thầy có nói ở đây là thầy có attach CV và event portfolio nhé, để cho bên tuyển dụng họ có thể xem xét. Và thứ hai là thầy rất là mong có cơ hội được phỏng vấn, được tham gia phỏng vấn. Đó. Và cuối cùng thì nhớ là cảm ơn cái việc nhà tuyển dụng đã dành thời gian để xem xét cái thư của bạn nhé. Thì đấy là một cái mẫu cho các bạn về một cái application letter hay là một cái motivation letter trong thực tế nó như thế nào. À, một điểm nữa thầy lưu ý với các bạn. Ở đây các bạn thấy rằng là trong cái thư này thầy dùng màu cam. Lý do thầy dùng màu cam ấy là hồi đó cái CV của thầy cũng là màu cam luôn nhá. Cái hôm trước thầy show cho các bạn thấy cái CV của thầy bây giờ thì nó là màu xanh dương, bởi vì nó phù hợp với cái hình ảnh con người thầy ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà ở thời điểm cách đây khoảng 5 7 năm gì đấy, khi mà thầy ứng tuyển cái vị trí này ấy, thì lúc đấy nó là một câu chuyện khác. Cái màu, nếu mà các bạn muốn chọn xem là cái màu gì phù hợp nhất ấy, thì các bạn có thể tham khảo cái ý nghĩa của các màu sắc nhé, để các bạn chọn xem là màu gì thì nó phù hợp với cái công việc mà các bạn đang ứng tuyển. Ví dụ như ở đây khi mà thầy ứng tuyển intern trong ngành sự kiện ấy, nó đòi hỏi rất là nhiều lửa, rất là nhiều đam mê. Để theo ngành thì lỗi thì chọn màu cam. Và cái màu cam này nó đi từ CV qua đến motivation letter, nó tạo thành một cái bộ hồ sơ nó hoàn chỉnh và nó đồng nhất với nhau. Đó. Nếu các bạn đã chọn màu gì thì lấy cái màu đấy để làm cái tông màu chủ đạo và dùng xuyên suốt trong cái bộ hồ sơ của các bạn. Đừng có mỗi nơi một màu nhé. TV thì xanh này, xong rồi sang bên motivation letter lại thấy một cái màu khác thì nó rất là lôm côm. Nên là dùng hai cái thứ đấy cùng một tông màu, có thể là cùng một phông chữ luôn nhé. Hồi đấy thầy dùng một phông chữ luôn cho cả hai cái, cái tài liệu này. Nó tạo ra cái sự thống nhất và nó tạo ra cái hình ảnh chuyên nghiệp cho các bạn trong mắt nhà tuyển dụng. Đó, còn chọn màu gì thì nó tùy thuộc vào các bạn nhé. Nhưng mà như thầy nói hôm trước ấy, với ngành của các bạn ấy thì nó ưu tiên cái sự đơn giản, cho nên là
Nếu như các bạn không nghĩ ra được mình nên dùng màu gì thì lời khuyên tốt nhất cho thầy là, của thầy là black and white nhé. Luôn luôn quay về với những cái tông màu cơ bản nhất, basic nhất, black and white. Đi từ cái CV của các bạn sang cái thư giới thiệu của các bạn là ok. Và một điểm nữa, nhớ là trong motivation letter chỉ các đoạn văn viết, mỗi đoạn nó khoảng 50 từ thôi nhé, viết khoảng 50 từ thôi, đâu đấy khoảng 3 đến 5 câu là cùng. Và mỗi đoạn đấy nó phải tóm tắt được đầy đủ một ý, nó phải có đầy đủ một ý nhé, không có xuống dòng một cách tự phát, không ngắt ra quá nhiều đoạn nhỏ, và cũng không viết thành một cái văn bản dài thòng từ đầu đến cuối mà không ngắt đoạn nhé. Các bạn phải ngắt đoạn, và mỗi đoạn thì tầm 50 chữ, từ 3 đến 5 câu thôi, và viết đầy đủ ý của đoạn đó, sau đó thì xuống dòng sang một đoạn khác, viết một ý khác. Ai có thắc mắc gì về phần application letter không? Ai muốn hỏi gì không? Cái này là cái mà các bạn sẽ phải làm trong bài test sắp tới đó. Nếu mà không ai có câu hỏi gì thì chúng ta sang phần interview. Khi mà các bạn đi phỏng vấn nhé, thì có một số lưu ý cho các bạn. Thứ nhất là tìm hiểu tất cả những gì bạn có thể tìm được nhé, có thể tìm được về công ty và về ngành. Không chỉ về công ty nhé, mà về cái ngành mà bạn đang apply nữa. Tìm hiểu tất cả những cái thông tin mà các bạn có thể thu thập được. Cái nguồn thu thập thông tin thì nó cũng giống như là cái nguồn mà các bạn đi tìm việc thôi. Nó có 7 nguồn nhé, và bạn nào không nhớ xem lại bài trước. Cái việc tập trả lời câu hỏi thì lát nữa chúng ta qua một số cái loại câu hỏi thì thầy sẽ nói qua với các bạn về cách trả lời một số loại câu hỏi. Nếu các bạn không tự tin thì nên chuẩn bị trước cái một số cái câu hỏi mà các bạn có thể dự đoán được và tập trả lời trước ở nhà. Còn như thầy thường nhưng mà đương nhiên cái đấy thì tùy vào cái kinh nghiệm đi phỏng vấn của các bạn nữa. Nếu mà các bạn phỏng vấn nhiều, các bạn quen với việc phỏng vấn rồi ấy, thì nó đơn giản cho các bạn để mà ứng biến. Nhưng mà nếu như các bạn cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói các bạn không tốt, hoặc là các bạn chưa đi phỏng vấn bao giờ, thì các bạn sẽ phải chuẩn bị trước, chuẩn bị trước câu trả lời và tập trả lời trước gương ở nhà. Một cái lưu ý chung khi mà các bạn phỏng trả lời phỏng vấn trước nhà tuyển dụng, đặc biệt là khi các bạn gặp trực tiếp nhé, đặc biệt khi các bạn gặp trực tiếp, đấy là luôn luôn nhìn thẳng vào mắt nhà tuyển dụng. Không đảo mắt vòng quanh, không nhìn lên trần nhà, không nhìn xuống dưới đất, không nhìn lung tung sang hai bên, không có cắn móng tay, không run, không hoảng loạn nhé. Đặc biệt là cái giao tiếp mắt cực kỳ là quan trọng. Nếu mà bạn thường thì khi mà bạn giữ được giao tiếp mắt ấy, bạn nhìn thẳng vào nhà tuyển dụng ấy, thì chính bạn cũng sẽ đỡ run. Nhìn thẳng vào nhà tuyển dụng và trả lời với một cái phong thái nó tự tin, và cố gắng là giữ cái vẻ mặt tích cực
nhé. Các bạn không cần cười lớn, nhưng mà các bạn luôn giữ cái vẻ mặt tươi cười thì nó là cái ấn tượng rất rất tốt đối với nhà tuyển dụng của các bạn. Một lưu ý nữa là nhà tuyển dụng thường sẽ luôn luôn hỏi, sau khi mà nhà tuyển dụng đã hỏi xong các bạn ấy thì bao giờ cũng có một cái câu hỏi chốt là em có gì muốn hỏi anh chị không. Các bạn có quyền hỏi một câu hoặc nhiều câu. Đó. Nhưng mà cũng phải lưu ý là khi mà ở trong những cái đợt tuyển dụng lớn ấy, thì nhà tuyển dụng họ sẽ có nhiều ứng viên và họ chỉ có một lượng thời gian nhất định cho một ứng viên nhất định thôi. Cho nên là bạn hãy ưu tiên những cái câu hỏi nào quan trọng nhất để chứng minh bản thân mình. Nhá. Chứ không phải là hỏi những cái câu mà các bạn biết chắc là người ta sẽ cho bạn đáp án, và qua họ sẽ giao tiếp với bạn, họ sẽ cho bạn cái câu trả lời qua một kênh nào đó. Đừng hỏi bao giờ có kết quả. Đấy là một cái câu hỏi thừa thãi nhất mà thầy nghe qua rất nhiều với cuộc phỏng vấn rồi. Bởi vì thầy ngồi phỏng vấn cũng khá là nhiều rồi. Đừng hỏi bao giờ có kết quả, bởi vì chắc chắn là một công ty nào đó làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc, họ sẽ cho bạn biết cái vấn đề đấy ngay khi mà cuộc phỏng vấn kết thúc, hoặc là trong một cái email gửi lại cho các bạn, họ sẽ cho bạn biết cái việc đó. Bạn có thể hỏi câu đấy nếu như còn thừa rất nhiều thời gian nhé. Hoặc là đấy là cái câu hỏi mà kết thúc khi mà các bạn bắt tay ra về rồi. Chứ đừng có dùng cái câu hỏi là bao giờ có kết quả khi mà bên tuyển dụng họ vừa mới hỏi là em có câu hỏi gì không. Nó chỉ đánh giá là các bạn không có gì khác để hỏi. Cho nên bạn phải đi hỏi một câu như thế. Đừng bao giờ dùng câu đấy để đáp lại nhà tuyển dụng khi mà nhà tuyển dụng vừa mới hỏi các bạn là em có câu hỏi gì không. Nhá. Cái này thì nó không hẳn là kinh nghiệm đi phỏng vấn xin việc, nhưng mà nó là kinh nghiệm khi mà thầy phỏng vấn vào câu lạc bộ ở đại học. Hồi đấy thì thầy và một ứng viên khác gần như là tương đương nhau về mọi mặt. Và cái số lượng tuyển năm đấy ấy, thì nó đã chốt rồi. Tức là một ban chỉ lấy 7 người. Và thầy và một bạn nữa là cái ứng viên số 7. 6 người trước đã được chọn rồi. Bây giờ chỉ là thầy hay bạn đấy thôi, không có chuyện lấy cả hai. Đó, thì sau này thầy được biết là thầy thắng là bởi vì cái câu hỏi cuối cùng của thầy ngày hôm đấy là em hỏi anh chủ tịch làm thế nào để em lên được chủ tịch ạ. Thì đấy là cái câu mà làm cho thầy thắng, bởi vì là nó thể hiện cái tham vọng và cái sự mong muốn gắn bó hơn so với bạn còn lại. À, thực sự sau đấy thầy lên phó chủ tịch thắng. Thì hãy tận dụng cái câu hỏi đó của các bạn. Hoặc là khi mà thầy phỏng vấn vào Square, vào cái công ty mà thầy vừa cho các bạn xem cái application letter ấy, thì thầy có hỏi là điều kiện để em được từ một intern lên một nhân viên chính thức là gì, em cần đáp ứng những tiêu chuẩn gì. Thì đấy là cái câu mà đưa thầy đi tiếp. Và sau này đúng là thầy từ intern lên nhân viên chính thức thật. Đó, thì đấy là một số cái câu mà các bạn nên dùng khi mà các bạn hỏi lại, bạn được quyền hỏi lại nhà tuyển dụng nhé. Hoặc là các bạn có thể hỏi thêm về văn hóa công ty. Bởi vì sao? Bởi vì văn hóa công ty ấy là cái thứ mà thường thì các công ty họ cũng có viết ở trên website, trên fanpage của họ, nhưng mà nó sẽ là những cái từ rất chung chung, ví dụ như văn hóa gia đình. Thì cụ thể văn hóa gia đình ở đây là như thế nào? Đó. Thì hãy dành những cái câu hỏi này để hỏi sâu hơn về văn hóa công ty, về những cái điều mà nó khó mà định nghĩa chỉ bằng một vài từ ở trên website của công ty. Thì nó cho thấy là bạn tìm hiểu công ty này rất là kỹ. Những cái câu hỏi lại này nó không chỉ là cơ hội để bạn đi question cái nhà tuyển dụng đâu, nó chính là cái cơ hội để thể hiện bản thân bạn một cách chủ động
Bởi vì sao? Bởi vì từ lúc bạn vào cho đến trước cái câu hỏi này, thực tế là toàn là nhà tuyển dụng đi hỏi bạn thôi. Và bạn trả lời, bạn thể hiện bản thân mình một cách bị động theo những cái câu hỏi của nhà tuyển dụng. Thế thì bây giờ bạn có cơ hội để chủ động thể hiện bản thân mình, bạn thể hiện như thế nào? Đấy là cái nhà tuyển dụng chờ đợi, chứ không phải là cái câu hỏi bao giờ có kết quả nhé. Làm ơn đừng hỏi câu đấy khi các bạn đi phỏng vấn. Cuối cùng là ăn mặc một cách phù hợp. Công thức chung không bao giờ lỗi mốt, không bao giờ sai nhé. Đấy là quần tây, áo sơ mi. Với các bạn nữ thì có thể chọn váy, nhưng mà đừng có chọn váy cao lên quá trên đầu gối nhé. Và đi giày formal. Với các bạn nam là giày tây, với các bạn nữ là giày cao gót nhé. Tuy nhiên với ngành của các bạn thì nó có thể nó có cái quy tắc ăn mặc khác. Đó, như thầy biết, nếu mà các bạn đi ứng tuyển một số vị trí kỹ sư, chẳng kỹ sư phần mềm chẳng hạn, hoặc là nhân viên trong các công ty công nghệ, thì cái quy cách ăn mặc của ngành công nghệ nó sẽ khác. Thì cái tip cho các bạn là khi mà các bạn đi phỏng vấn ấy, bạn có thể hỏi trước. Bạn có thể hỏi trước những cái người các bạn quen ở trong công ty đó, xem là cái cách ăn mặc của công ty đó bình thường trong các ngày làm việc nó như thế nào đó. Hoặc là bạn có thể hỏi, nếu như mà bên tuyển dụng họ có liên hệ với bạn nhé. Bên tuyển dụng họ có liên hệ với bạn trước khi các bạn đến phỏng vấn, thì bạn có thể hỏi khéo xem là anh chị cho em hỏi là hôm đó mình ăn mặc em có cần ăn mặc quá là trịnh trọng không, hay là em nên mặc thế nào cho phù hợp với văn hóa công ty nhé. Thì có thể hỏi câu đấy, không sao cả. Chúng ta là người mới, chúng ta chưa biết là ở công ty đó họ có cái văn hóa, cái nếp sinh hoạt như thế nào, thì cái câu hỏi như thế thà chúng ta hỏi trước còn hơn là ngày hôm đó chúng ta đến với một cái phong thái mà một cách ăn mặc mà nó hoàn toàn lạc quẻ với cái công ty chúng ta ứng tuyển vào. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một số cái loại thông điệp, tài liệu mà trong quá trình tuyển dụng chúng ta có thể dùng đến. Các bạn cũng có thể chuẩn bị trước luôn nhé. Các bạn sẽ có một cái, thường thì các bạn sẽ gửi đi cái thư ứng tuyển này cộng với CV trong một cái email. Và các bạn sẽ có những cái email follow up nữa. Ví dụ như khi nhà tuyển dụng trả lời các bạn là ok em, chị thấy cái CV này tốt và chị muốn gặp em, thì các bạn phải có email trả lời lại, đúng không? Chứ không phải là các bạn im ỉm và đến ngày đấy các bạn đi đến nhá. Khi các bạn nhận được email từ nhà tuyển dụng, bạn phải gửi thư phản hồi lại là ok em, ngày đó em rảnh, em có thể tham gia phỏng vấn, hay là em muốn lùi đến ngày nó khác, hay là như thế nào đó nhá. Nhưng mà luôn luôn phải có email phản hồi lại là em cảm ơn cái sự quan tâm và phản hồi của công ty, và em xác nhận là ngày này em sẽ đến tham dự phỏng vấn, chẳng hạn như vậy. Đó. Và sau cuộc phỏng vấn nhé, sau cuộc phỏng vấn thì hãy gửi một cái, hãy chủ động gửi một cái thank you letter cho nhà tuyển dụng là em cảm ơn chị đã dành thời gian phỏng vấn em ngày hôm nay nhé, và em rất chờ đợi kết quả của cuộc phỏng vấn. Và nếu như các bạn quên, thì nếu các bạn quên trong buổi phỏng vấn các bạn, hoặc là các bạn không có cơ hội để hỏi xem là hôm nào kết quả, thì các bạn có thể lồng vào trong cái thank you letter này là em rất mong được biết rằng khi nào thì sẽ có kết quả phỏng vấn, thông báo kết quả phỏng vấn và các bước tiếp theo để em chủ động với lịch trình của mình, chẳng hạn như thế, lịch biểu của mình. Nếu như các bạn được nhận vào thì các bạn sẽ phải có một cái acceptance letter nhé. Nhưng thực ra bây giờ thì trong cái môi trường công sở hiện đại ấy,
chỉ cái việc mà các bạn phải viết những cái thư acceptance letter này, kể cả là interview acceptance letter hay là job acceptance letter ấy, thì chủ yếu nó là những cái email ngắn thôi nhé. Chứ các bạn không cần phải viết những cái thư dài như kiểu application letter nữa, nó không cần trịnh trọng đến mức đấy, chủ yếu nó là những cái email thôi. Là em xác nhận bằng email này, em xác nhận là em nhận công việc. Đó. Hoặc nếu các bạn reject, tức là thì bạn đi nộp hồ sơ vào rất nhiều công ty và đến lúc mà phỏng vấn xong thì có 2 đến 3 công ty chọn bạn, thì chắc chắn là bạn chỉ có thể vào một công ty thôi. Bạn sẽ phải viết thư reject với 1-2 công ty còn lại, là những công ty mà đã chọn bạn nhưng mà bạn không chọn người ta. Đó. Thì quy tắc là luôn luôn phải lịch sự nhá. Em rất cảm ơn công ty đã dành thời gian để phỏng vấn em. Tuy nhiên thì sau quá trình cân nhắc thì em rất xin lỗi công ty là ở thời điểm này em cảm thấy em chưa thực sự phù hợp, hoặc là em cảm thấy rằng một vị trí như thế này như kia thì nó sẽ giúp em có nhiều cơ hội học hỏi hơn chẳng hạn. Tuy nhiên thì em vẫn rất mong được giữ liên hệ với công ty, giữ liên lạc với công ty cho những cơ hội trong tương lai. Luôn luôn phải lồng câu ấy vào cuối thư các bạn nhé. Em rất mong được tiếp tục giữ liên lạc với công ty cho những cơ hội trong tương lai. Không bao giờ được bỏ câu đấy. Một là nó giúp xây dựng thiện chí. Các bạn, khi mà các bạn gửi một cái rejection, một cái rejection letter ấy, thì nó là một cái negative message, một cái thông điệp mang tính tiêu cực. Cho nên bạn luôn phải có cái thông điệp xây dựng thiện chí ở cuối thư nhé. Ngoài ra thì nó còn một số cái nữa. Còn một cái nữa là một cái thư cảm ơn đến referee của bạn. Những cái người mà đã giới thiệu, những cái người giới thiệu mà được ghi trong CV của các bạn ấy, nhé. Hôm trước thầy quên chưa nói với lớp này, nếu mà các bạn đã đưa một người vào trong danh sách reference của các bạn ở trong CV ấy, thì trước hết các bạn phải xin phép những người đó nhé. Bạn xin phép và bạn nói cho người đó biết là em có đưa tên anh chị vào trong CV của em, có đưa contact của anh chị vào CV của em. Thì nếu như mà có những công ty tuyển dụng sau này họ liên hệ với anh chị thì nhờ anh chị là refer giúp em nhé. Refer giúp em với công ty mới đó. Để cho họ không bị ngỡ ngàng khi mà có một bên nào đó tự nhiên gọi và hỏi với các bạn. Bởi vì là đấy cũng là một cái việc mất thời gian của người ta nhé. Và khi người ta đánh giá bạn thì người ta cũng phải mất thời gian, mất công, mất sức để tổng hợp lại xem là bạn có ưu điểm, nhược điểm gì, mình nên nói cái gì để giới thiệu về người này nhé. Cho nên là phải có lời trước với họ nếu các bạn muốn dùng contact của họ vào trong cái CV của các bạn. Và sau khi mà phỏng vấn thành công, có một công việc mới rồi nhá, thì hãy gửi một cái thiệp cảm ơn hoặc một cái ít nhất là một cái email cảm ơn đến referee của các bạn, đến những cái người giới thiệu bạn, dù rằng bên tuyển dụng có gọi cho họ hay không nhá. Dù rằng bên tuyển dụng có gọi để tham khảo ý kiến của họ hay không, thì hãy làm một cái thiệp cảm ơn là em cảm ơn anh chị. Và cái thiệp hay là cái email đấy á, nó sẽ là để thông báo luôn là bây giờ bạn đã về một công ty mới nào rồi. Em vừa có được vị trí ở công ty này và em rất cảm ơn anh chị là đã giúp em trong quá trình tuyển dụng nhá. Rồi, cảm ơn anh chị về những cái lời chỉ dạy của anh chị trong công việc trước chẳng hạn, và cho em thêm những kinh nghiệm để ứng tuyển vào công ty mới. Rồi cảm ơn anh chị về cái sự cho phép để đưa contact vào trong reference và trong CV của em. Đấy là những cái các bạn có thể viết trong cái thiệp hoặc cái email cảm ơn gửi cho cái người referee của bạn. Rồi, bây giờ đến phần cuối cùng ngày hôm nay là một số cái ví dụ về những câu hỏi phỏng vấn.
Nếu như mà nhà tuyển dụng hỏi bạn về điểm mạnh và điểm yếu nhé, lưu ý một điều cho thầy là không nói quá lên về những điểm mạnh của mình, không nói những thứ các bạn không, đối với các bạn nó không phải là điểm mạnh thực sự mà bạn nói chỉ vì là cái công việc nó yêu cầu ấy, thì nhà tuyển dụng trong cái quá trình phỏng vấn họ nhận ra ngay nhé. Bởi vì bạn đang ngồi trước mặt họ, bạn nói dối ấy, cái biểu hiện trong vô thức của bạn người ta nhìn ra ngay. Họ đã phỏng vấn rất nhiều người rồi nhé. Đặc biệt những nhà tuyển dụng mà họ được đào tạo chuyên môn về nhân sự nữa thì các bạn không qua mặt được họ đâu. Cho nên đừng nói dối về điểm mạnh của mình chỉ vì nó phù hợp với cái vị trí công việc này. Và khi nói về điểm yếu thì lưu ý luôn cho thầy là khi các bạn nói về điểm yếu ấy, nó không được mâu thuẫn với điểm mạnh của các bạn nhé. Điểm yếu không được mâu thuẫn với điểm mạnh, và đừng có nói hết tất cả những cái điểm yếu của các bạn ra, chỉ chọn một hai điểm yếu thôi, mà ví dụ như nó có thể không phải là một điểm yếu thực sự hoặc nó là một cái điểm yếu có khả năng khắc phục. Một cái điểm yếu mà không phải điểm yếu thực sự, ví dụ như là cầu toàn, bạn có thể nói rằng là em có một đặc điểm mà nó vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của em, đó là cái sự cầu toàn. Thì đối với nhà tuyển dụng mà nói cầu toàn nó không hoàn toàn là một điểm yếu. Nó là một điểm yếu khi mà các bạn quá là chia ly với cái công việc của các bạn thôi, hoặc là các bạn vì cái tính cầu toàn mà các bạn bị trễ deadline, thì đấy là cái điểm yếu. Và các bạn cũng sẽ phải nói luôn là em đang trong cái quá trình cố gắng để khắc phục cái điểm yếu này dựa trên cái sự giữ cân bằng giữa cái chất lượng công việc với cái tính cầu toàn của bản thân với cái deadline. Đó, thì đấy là một cái điểm mà nó là điểm yếu nhưng lại không hoàn toàn là điểm yếu. Hoặc các bạn có thể nói rằng điểm yếu của em là lười. Các bạn biết là có một cái câu rất nổi tiếng là những đứa lười là những cái đứa mà làm việc hiệu quả nhất, bởi vì là nó lười. Bởi vì nó lười nên nó sẽ nghĩ ra cái cách nào để mà làm việc nó nhanh nhất và có hiệu quả nhất và vẫn xong việc mà nó không phải tốn quá nhiều thời gian, tốn quá nhiều công sức. Thì những đứa lười đôi khi là những cái đứa sáng tạo nhất và đột phá nhất. Thì các bạn phải nói được nguyên si cái ý đó với nhà tuyển dụng nhé. Thì đấy là một cái điểm yếu mà gọi là điểm yếu đấy, nhưng đôi khi nó lại thành điểm mạnh. Thì hãy tìm những cái điểm yếu kiểu như vậy để nói. Chứ đừng nói về những cái điểm yếu mà nó chắc chắn là nhà tuyển dụng nghe thấy một cái là các bạn ra đi. Ví dụ như em là người vô trách nhiệm. Thầy nói luôn là nhà tuyển dụng sẽ hoàn toàn có thể dừng cuộc phỏng vấn với bạn ở đó ngay và luôn nhá. Không ai muốn nhận người vô trách nhiệm cả. Bất kể sau đó bạn có nói cái gì nữa, họ không quan tâm nữa. Đấy là những cái điểm yếu chí tử mà bạn không bao giờ được liệt kê ra với nhà tuyển dụng. Đúng. Hãy tìm những cái điểm yếu mà nó không quá tiêu cực và nó có khả năng được cải thiện. Ví dụ như ngành của các bạn nó sẽ không đòi hỏi, hoặc là các bạn có thể chọn những cái điểm yếu mà nó không quá ảnh hưởng đến công việc. Ví dụ như bạn nói rằng là kỹ năng giao tiếp của em nó chưa được tốt. Đó. Thì trong môi trường công sở ấy, kỹ năng giao tiếp là một kỹ năng có thể coi thuộc dạng là kỹ năng cần thiết. Thế nhưng mà với công việc của các bạn, nếu như các bạn chỉ ngồi code thôi, ngồi coding thôi, có thể là cái việc giao tiếp đó nó không quá cần thiết. Đó. Thì nhà tuyển dụng họ sẽ đánh giá được đấy là một cái kỹ năng không quá cần thiết với công việc của các bạn. Tức là các bạn có điểm yếu, các bạn biết điểm yếu đó, và có thể là khi mà vào môi trường công sở các bạn sẽ tìm cách để khắc phục dần cái điểm yếu đó đi, nhưng mà nó không quá ảnh hưởng đến công việc thì nó ok nhá. Nhưng điểm yếu nào mà nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến công việc thì đừng có bao giờ nói ra với nhà tuyển dụng, bởi vì là họ sẽ cho các bạn ra đi ngay ở cái thời điểm đấy. Một câu nữa, để muốn lưu ý các bạn ở câu câu 10 ở đây. Khi mà bạn nói đến
một cái điểm gì đó đặc biệt đấy, một cái điểm gì đó đặc biệt mà bạn có những ứng viên khác không có, thì thực tế bạn đâu có biết ứng viên khác là ai, đúng không? Bạn ngồi đây thì bạn biết bạn thôi, chứ làm sao bạn biết là những ứng viên khác là ai để mà bạn nói rằng bạn có cái gì khác họ. Cho nên đừng một chén bừa nhé. Ngay lập tức nhà tuyển dụng sẽ bắt lại bạn. Bạn bảo bạn sáng tạo, người khác cũng sáng tạo. Đấy, bạn bảo bạn chăm chỉ, người khác có khi còn chăm hơn bạn. Nên đừng có nói ra cái này. Cái cách để trả lời câu này thì nó hơi giống cái việc trả lời đi thi ứng xử hoa hậu. Các bạn nhớ cho thầy, nếu bị hỏi câu này nhá, thì các bạn sẽ nói rằng là dạ, em nghĩ là mỗi ứng viên sẽ đều có những cái điểm mạnh của cá nhân mình. Tuy nhiên thì điểm mạnh của em là, và nó quay lại cái câu là greatest strength ở phía trên. Điểm mạnh nhất của em là gì? Thì thôi, chứ đừng bao giờ nói rằng là đây là cái điểm mà em hơn ứng viên khác nhá. Kể cả khi câu hỏi có là như thế, bạn cũng phải bẻ lại. Đừng bao giờ cho nhà tuyển dụng cơ hội để bắt bẻ các bạn. Bạn không thể trả lời được câu này đâu, bởi vì bạn có biết ứng viên khác là ai đâu, đúng không? Nhưng mà bạn cũng không thể nói là em không biết ứng viên khác là ai, làm sao em trả lời được câu hỏi của anh chị. Nói thế có khác nào bảo anh chị đặt ra một câu hỏi ngớ ngẩn, đúng không? Cho nên đừng làm nhà tuyển dụng xấu mặt nhé. Chúng ta phải giữ thể diện nhà tuyển dụng nữa. Cho nên là chúng ta sẽ nói rằng là em nghĩ rằng mỗi ứng viên đều sẽ có những cái điểm mạnh riêng. Nhưng với bản thân em thì em nghĩ điểm mạnh nhất là cái gì? Đó. Và nó quay lại cái câu hỏi phía trên của bạn. Hoặc là khi mô tả bản thân thì bạn cũng sẽ nói ra những cái điểm mạnh của bạn thôi nhé. Thì đấy là cái cách để bạn trả lời phỏng vấn khi mà hỏi về bản thân các bạn. Rồi, một điểm nữa. Khi mà các bạn bị hỏi về học vấn, nếu như mà học vấn của các bạn ở trong trường đại học nó không liên quan gì đến ngành các bạn lựa chọn, giống như là cái trường hợp của thầy ở đại học chẳng hạn, thì các bạn sẽ phải bẻ lái càng nhanh càng tốt sang những cái hoạt động bên ngoài, không để cho nhà tuyển dụng bắt bẻ bạn ở những cái câu này. Bẻ lái càng nhanh càng tốt. Hoặc bạn có thể tìm trong cái khóa học của bạn, một môn học thôi, chỉ cần một môn học thôi mà bạn thực sự là thích, chưa chắc điểm mà đã cao nhưng bạn thực sự thích và bạn nói về nó, bạn tập trung nói về nó thôi, để nhà tuyển dụng thấy là thực sự bạn rất là đam mê với một cái lĩnh vực nhất định. Thà rằng bạn có một đam mê với một cái ngôn ngữ lập trình thôi, còn hơn là bạn nói tràng giang đại hải nhưng mà cuối cùng một nhà tuyển dụng bẻ lại, hỏi bạn thêm một hai câu về chuyên môn thì bạn chẳng biết cái gì. Bạn liệt kê ra là em biết 10 cái ngôn ngữ lập trình, nhưng nhà tuyển dụng bẻ lại, chỉ cần họ đi làm rồi mà, họ chỉ cần hỏi lại, nhất là nếu như mà đến cái vòng mà phỏng vấn chuyên môn nữa, với người có chuyên môn ngồi đó, họ hỏi lại bạn một hai câu thôi, xem là bạn có biết ứng dụng cái ngôn ngữ lập trình ở trong thực tế như thế nào không. Bạn không nói được, bạn fail ngay lúc đấy. Nên đừng khoe mẽ khi mà bạn không nắm rõ về một cái gì nhé. Nhất là trong phần kiến thức, phần lý thuyết này. Tập trung nói, nếu mà được hỏi thì tập trung nói về một thứ mà bạn giỏi nhất thôi. Tuy nhiên có một điểm nữa ở đây thầy lưu ý với các bạn, cái câu hỏi cuối cùng, câu hỏi thứ 20 ấy, bạn có kế hoạch học thêm lên hay không nhá. Cái này các bạn phải cân nhắc trả lời, bởi vì nếu như cái kế hoạch học lên của bạn là em chỉ muốn vào công ty này một năm thôi rồi sau đấy em đi cao học chẳng hạn, thì công ty này nó sẽ nghĩ là nó tuyển bạn làm gì. Bạn có cái lộ trình phát triển lâu dài với công ty đâu. Bạn chỉ coi đây là một cái bàn đạp thôi, rồi bạn bay, công ty đào tạo bạn chán xong rồi bạn bay đi mất. Thế
Thế thì công ty đào tạo bạn làm gì? Thì bạn có thể cân nhắc nói về câu này một cách nó mơ hồ hơn nhé. Ví dụ như là em có kế hoạch học lên nhưng mà em cũng chưa tính cụ thể, và em muốn là làm việc đã rồi sau đó em mới tính cụ thể hơn cho nó phù hợp với lại cái kế hoạch phát triển sự nghiệp của em, thì cái câu trả lời để nó thuyết phục nhà tuyển dụng hơn, nó nghiêng về cái công việc các bạn đang làm hơn là hướng đến bản thân các bạn, thì nhà tuyển dụng sẽ hài lòng hơn. Mặc dù có thể bạn có kế hoạch nhưng mà đừng nói trước nhé, nhất là nếu kế hoạch của bạn nó gây ảnh hưởng đến cái lộ trình phát triển sự nghiệp tại công ty này, thì đừng có nói quá sớm làm gì cả. Rồi. Về phần kinh nghiệm làm việc, nhà tuyển dụng có một câu rất thích hỏi các bạn. Nhất là những bạn nào mà có cái kinh nghiệm làm việc đã từng có kinh nghiệm làm việc trong ngành ấy, nhà tuyển dụng sẽ rất thích hỏi các bạn là tại sao các bạn nghỉ công việc ở chỗ cũ, để tại sao các bạn chuyển việc nhé. Có thể khi các bạn làm intern thì chưa có câu hỏi này đâu, nhưng mà sau này các bạn đi làm sẽ có. Nhà tuyển dụng sẽ luôn luôn thích hỏi bạn câu đấy để xem là bạn nói về nhà tuyển dụng cũ như thế nào. Cái nguy hiểm nhất là bạn nói xấu công ty cũ của bạn nhé. Bất luận là cái công ty đấy nó thực sự nó rất tồi tệ, nó bóc lột nhân viên hay là nó không tốt thì nữa, đừng bao giờ nói xấu công ty cũ trước mặt nhà tuyển dụng mới của bạn nhé. Nhà tuyển dụng ấy họ có thể nhanh chóng nghĩ trong đầu là à bây giờ nó ngồi lên nó kể tội công ty cũ, thì sau này nó nghỉ công ty mình vì bất kỳ lý do gì đấy, có khi lỗi cũng chả phải công ty mà lỗi là nó, nhưng nó vẫn đi kể xấu mình với một công ty mới. Bạn có thích không? Chả ai thích cả, đúng không? Cho nên đừng bao giờ kể xấu công ty cũ với một công ty mới, đấy không bao giờ là cách gây ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng cả nhá. Cái cách để né câu hỏi này, thứ nhất, câu đầu tiên là đến thời điểm hiện tại thì em và công việc cũ hoặc em và môi trường công ty cũ không còn phù hợp với nhau nữa, cho nên là em tìm công việc mới. Cái câu không phù hợp với nhau ấy nó có thể đến từ rất nhiều lý do nhé. Nó giống như việc các bạn chia tay ấy, chia tay nói là không hợp thì không ai bắt bẻ được nữa. Đấy, thì tương tự khi các bạn đi phỏng vấn, hãy nói rằng em và công ty cũ có ở thời điểm này, đến thời điểm này nhé, chứ không phải là em và công ty cũ không phù hợp nhau. Người ta sẽ bắt bẻ là thế sao bạn đã không hợp nhau, sao lúc đầu còn còn ứng tuyển vào. Đó. Thì bạn sẽ lại tiếp tục bị hỏi. Nhưng mà bạn nói là ở thời điểm này em và công ty cũ không còn phù hợp với nhau nữa. Đó. Có thể các một số nhà tuyển dụng họ sẽ tiếp tục bắt bẻ bạn không phù hợp là như nào, em nói cụ thể hơn đi nhé. Thì cái câu thứ hai để cho các bạn né được là để mà nói cụ thể hơn ấy, thì em sẽ phải tiết lộ một số cái nội dung công việc nằm trong thỏa thuận bảo mật giữa em và công ty cũ, cho nên em xin phép anh chị là em không thể kể rõ hơn chi tiết nhé. Sau hai câu này không nhà tuyển dụng chuyên nghiệp nào có thể bắt bẻ các bạn thêm được nữa. Còn nếu như một nhà tuyển dụng mà vẫn cố tình bắt bẻ bạn sau hai câu này thì thực sự là nhà tuyển dụng đấy rất là kém chuyên nghiệp. Và các bạn có thể cân nhắc lại về việc có ứng tuyển vào đây hay không. Đây là thể là nghiêm túc nhé. Một nhà tuyển dụng sẽ rất thiếu chuyên nghiệp nếu tiếp tục vặn hỏi bạn sau khi bạn đã nhắc đến thỏa thuận bảo mật với công ty cũ. Đấy là cách để bạn khéo léo vừa không nói xấu công ty cũ vừa không nhắc quá nhiều, đặc biệt là nếu mà các bạn ra đi mà cơm không lành canh không ngọt với nhà tuyển dụng cũ, với công ty cũ nhé. Đừng bao giờ nói xấu, đừng bao giờ nhắc đến những cái vấn đề, những cái mâu thuẫn, những cái thù hằn với công ty cũ hết. Luôn luôn né bằng hai câu là ở thời điểm này em và công ty cũ không còn phù hợp nữa nhé. Và nếu nói chi tiết hơn, nó liên quan đến những nội dung thuộc về thỏa thuận bảo mật giữa em và công ty cũ, cho nên em xin phép là không thể nói chi tiết hơn được.
và câu chuyện dừng ở đó, chuyển qua một topic khác. Đừng bao giờ để cho nhà tuyển dụng dẫn dắt bạn vào những cái câu chuyện khó nói ở công ty cũ. Tuy nhiên, nếu các bạn ra đi mà được sự ủng hộ của công ty cũ, ví dụ ở công ty cũ là một công ty nhỏ thôi đó, bây giờ bạn muốn bay đến một môi trường lớn hơn chẳng hạn, và sếp cũ bạn hoàn toàn ủng hộ, thì hãy nói là cái việc đó nhé. Thì lại hãy nói ra là không phải bạn nói xấu công ty cũ, bạn nói rằng ở công ty cũ để em có một cái môi trường để bắt đầu rất là tốt, nhưng mà bây giờ khi mà em đã được training những cái kỹ năng kiến thức này rồi, thì chính sếp cũ em cũng là người động viên em rằng nên thử sức ở một cái môi trường lớn hơn đó, nơi mà có một cái quy trình làm việc nó chi tiết hơn, bài bản hơn để em lớn hơn nữa, thì cái đấy rất là nên kể nhé. Nhưng phải kể khi mà thực sự là sếp cũ bạn là người đã support bạn trong cái quyết định đó nhé. Chứ còn nếu không, bạn nói xong mà đến lúc mà bạn lại ghi cả cái contact của sếp đó vào trong CV nữa, và công ty này đi check lại với sếp cũ bạn, sếp cũ bạn nói ở đâu tôi có ủng hộ nó đi đâu, thì chết rồi nhé. Nói cái gì thì phải chắc chắn rằng là tất cả những nguồn thông tin trong CV, trong reference, trong application letter, trong phần phỏng vấn của các bạn, nó phải thống nhất với nhau. Và khi đến một công ty mới thì cũng tránh so sánh công ty mới với công ty cũ. Khi các bạn nói chỉ nói điểm khác biệt thôi. Khi mà nhận xét giữa công ty cũ, công ty mới chỉ nói điểm khác biệt thôi. Một công ty nhỏ thì nó sẽ cho các bạn cơ hội học hỏi nhiều hơn. Nhưng mà khi vào một công ty lớn thì em có một cái môi trường, nó có thể là một quy trình làm việc bài bản hơn. Đấy. Thì phải nói được cả cái điểm mạnh của hai bên nhé. Chứ không phải là so sánh là ôi công ty cũ nó bé lắm, bây giờ em quyết định là em muốn lại phải có một công ty to hơn, thêm to hơn. Mặc dù có thể trong đầu các bạn nghĩ thế, nhưng đừng bao giờ thể hiện cái điều đấy với nhà tuyển dụng. Hãy luôn tôn trọng công ty cũ của bạn. Và khi nhà tuyển dụng hỏi là bạn có muốn gắn bó lâu dài với công ty này không, thì cũng lại hãy trả lời khéo léo một chút là em nghĩ rằng việc gắn bó với nhau ạ phụ thuộc vào cả hai bên nhé. Đừng bao giờ khẳng định một điều là em sẽ chắc chắn gắn bó, bởi vì bạn không biết khi vào công ty bạn sẽ làm việc với những ai, tính cách có phù hợp không. Đôi khi bạn nghỉ việc ấy, không phải đôi khi đâu mà rất thường xuyên, bạn nghỉ việc không phải vì bản thân công việc, mà bạn nghỉ việc là vì sếp hay vì đồng nghiệp xung quanh. Cho nên đừng có già mồm nói trước là em chắc chắn sẽ làm việc lâu dài, muốn gắn bó lâu dài với công ty. Nếu bị hỏi là bạn, đương nhiên nếu bị hỏi là cái kế hoạch lâu dài của bạn với công ty như thế nào, thì nói là đương nhiên là ai cũng sẽ muốn là có thể gắn bó lâu dài với một nơi mà mình đã chọn. Nhưng mà em nghĩ rằng việc gắn bó lâu dài hay không là phụ thuộc vào cả hai bên. Thì đấy là một số cái lời khuyên của thầy cho các bạn khi mà các bạn đi phỏng vấn. Rồi, có ai có câu hỏi gì về phần phỏng vấn nữa không? Rồi, nếu mà không ai có câu hỏi gì nữa thì các bạn có thể nghỉ nhé. Còn Sơn lúc nãy định hỏi gì thầy về cái bài final report? Dạ, để em sâu lên. Dạ. Ừ, ok. Dạ. Rồi, các nhóm khác nếu mà không có câu hỏi gì nữa, các bạn có thể nghỉ nhé. Dạ thầy ơi, thầy thấy rồi. Thầy thấy rồi. Dạ cái này thì thầy, cái final project report em cần sự trợ giúp ý tưởng của thầy. Không, em cần sự nhận xét của thầy là được rồi. Nhận xét đó, bạn muốn thầy nhận xét cái gì cũng được. Như là thầy không phải chấm bài trước cho các bạn ở thời điểm dạ, này. Dạ.
À, ý em là em như kiểu nó có sót, nó có thiếu sót cái gì không hả thầy? Bởi vì em thấy nó còn ngắn quá thầy. Các bạn có cái bàn bài rồi cơ mà. Các bạn có dàn bài rồi, nên câu này thầy sẽ không trả lời. Các bạn phải tự so lại với dàn bài thôi. Ngắn hay dài là so với dàn bài của các bạn. Ừ, dàn bài là cái là cái lần trước nộp hả thầy? Cái lần nào? Trong buổi đầu tiên các bạn đi học và trong bài về meeting report, thầy đều đã trích lại cái slide yêu cầu các bạn trong final report các bạn phải có những mục gì. Lần trước các bạn làm cái proposal các bạn đã không theo cái dàn bài, cái dàn bài rồi. Lần này làm final report lại cũng không nhìn vào dàn bài nữa đúng không? Mở lại slide ra. Trong slide của thầy có rất chi tiết cho các bạn là sườn bài yêu cầu những mục gì rồi. Dạ thầy ơi, là tất cả nó nằm rải rác ở tất cả slide hay là... Không hề, nó nằm trong một slide. Rất chi tiết luôn. Dạ thầy có thể chỉ điểm cho có em chi tiết cái đó là cái gì không thầy? À không, cái slide đó là nó tên gì không thầy? À đến bây giờ còn không biết nó là cái gì nữa. Mở lại slide bài meeting report lên. Đây là cái slide thầy đã để ngay trong buổi đầu tiên các bạn đi học. Và thầy còn copy lại cái slide này, thầy bỏ vào bài meeting report cho các bạn. Rồi bây giờ các bạn bảo là chưa nhìn được cái này bao giờ. Không như thầy đã sâu nó ít nhất 2 đến 3 buổi học rồi. Nào làm bài có nhìn lại các slide cũ không? Hay cứ cắm đầu và viết thôi. Đây là lý do mà cái bài proposal điểm của các bạn đã thấp rồi đấy. Mà vẫn chưa rút kinh nghiệm. Sơn rõ chưa? Dạ thầy ơi, em tìm trên LMS em không thấy thầy. Trên LMS không thấy. Thầy nói về các bạn trong nhóm tìm cho nhá. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Không có nhá.